Của Hoàng Audio, các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em nhé. Đấy, từ giờ đến Tết là bên em xả rất là nhiều hàng, thế là các bác chú ý bấm nút chuông để theo dõi nhé. Kiểu gì các bác cũng kiếm được một thứ gọi là ngon bổ rẻ để các bác chơi. Đấy, hôm nay soạn nó rất nhiều hàng nhưng mà từ sáng giờ ốm, bây giờ mới dậy để quay video dần dần lên cho các bác xem được. Đầu tiên sẽ là hai con đẩy V3 4 kênh, hàng tuyển chọn đẹp như mới các bác nhé. Đấy, khi đi mua đẩy V3 thì các bác xem, đầu tiên là xem tụ này. Xem tụ này, xem mạch sáng này, tản nhiệt, không bị vàng ố này. Đấy, tất cả những con em chọn thì chọn đúng các tiêu chí đấy. Mạch phải sánh, phải xanh lét. Tụ đẹp và cái tản nhiệt nhôm này chưa được ngả màu. Khi mà người ta dùng nhiều, dùng lâu nó ngả màu nó sẽ ố ra màu vàng. Còn những con nào mà dùng ít mạch đẹp ấy thì nó vẫn giữ nguyên trắng tinh như này. Hai con này nhá, một con này là 400W một kênh. Đấy, 400W một kênh đánh hai đôi full 30 các bác nhá. Đánh hai đôi full 30, con này nó sẽ có cái dòng 500W một kênh đấy. Nó giống như tí em sẽ quay cho các đít các bác xem. Nếu mà đúng tên V3 thì nó sẽ có ghi cái dòng 500. Còn con này nó có hãng khác, nó đặt mặt này, hãng ARIA này. Đấy, công suất con này là 400W một kênh, đánh hai đôi full 30 rất là đẹp các bác nhé. Giá con này là 4 triệu bao ship. 4 triệu đồng em bao ship nhé. Bác nào mua thì cọc cho em 200.000 tài khoản, còn những bác nào chuyển khoản thẳng thì giảm 200.000 một con. Con này 4 kênh, 3 kênh 500, 1 kênh 1.100, các bác có thể ghép rất nhiều cấu hình. Kênh 1.100 của nó các bác có thể đánh một con súp đơn 50 từ 2-100 nhé. Tiếng hay. Đấy. Ê, con này đây vừa bị bong cái tí này đây. Đang 4.500 bong cái này giảm 100.000 nhé, 4.400.000. Bác nào chuyển khoản luôn là 4.200.000. Đấy, mặt thì sạch tinh luôn. B3 AR 2100. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong những giấc mơ kể chung. Để em quay đít rồi cho các bác xem này. Đấy, nếu mà nó là B3 đấy. Nó mà là B3 ấy, thì cái nó sẽ ghi cái dòng đầu tiên này. 8 ohm ở 20S này là 500 500 500, 1.100. Đấy, tương tự như con bên kia nhá. Thì cũng là 4 500 4. Rồi dòng 8 ohm ở 60S này là 400 400 400, 900W. Con này các bác chơi gia đình thì quá ok luôn. 4.400.000 cho một con đẩy 4 kênh đẹp này các bác nhá. 4.400.000, con này 4 triệu. Đấy, từ giờ đến cuối năm em sẽ xả hết cái đống hàng này. Nhiều lắm các bạn. Đủ các loại. Ngay trong nhà cũng còn nhiều nữa. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em được số điện thoại 0967 851 866. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.